nào chúng ta hãy cùng chào đón em nó trên màn hình các bạn nhá. Xin mời đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, cái ly rất là đẹp nhá. Tuy rằng là đây là giấy cứng nhưng mà các bạn thấy là cái khối nó chạy rất là mềm mại. Đương nhiên là các bạn nếu mà các bạn lên vải thì nó sẽ đẹp vô cùng. Đấy, cái phần nơ. Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi các video dạy thời trang miễn phí của Vũ Trần Đức Hải Master. Thưa các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn một cái mẫu vô cùng đặc biệt. Đó là cái mẫu mà làm rất là nhanh, rất là dễ. Trong thời gian qua thì có rất nhiều người đã theo dõi các video của Vũ Trần Đức Hải. Các bạn đã được dạy những cái mẫu mà vô cùng cao cấp này. Những cái mẫu mà nói chung là ở ngoài kia người ta dạy cho anh chị rất là phức tạp. Nhưng mà tôi dạy cho anh chị sẽ thấy rằng rất là dễ hiểu và đơn giản, đúng không ạ? Và một số các anh chị nói rằng là: "Thầy Hải ơi, thầy dạy những mẫu nó đẳng cấp quá. Đẳng cấp quá ở chỗ khu vực nhà em là nó không có tính ứng dụng. Rồi là những cái mẫu đấy là nó cũng hơi quá sức của em. Đấy, nó hơi khó đối với em, mặc dù thầy dạy rất là dễ hiểu." Đó, thế thì ngày hôm nay, rồi, tôi chiều các bạn nhá. Bởi vì các bạn mong muốn điều gì thì tôi sẽ dạy hết cho các bạn. Mẫu khó tôi cũng dạy, và ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn một cái mẫu vô cùng là dễ. Đấy, mẫu này em nó đây, các bạn nhá. Cấu trúc rất đơn giản, vô cùng là dễ đối với tôi. Tôi biết rằng là một số người thì nhìn thấy em nó thì các anh chị vẫn chưa biết làm đâu, đúng không? Có thể nó dễ với tôi nhưng mà nhiều người lại rất là khó. Vâng, chính vì nhu cầu của các bạn như vậy, tức là các bạn, tôi biết là các bạn khá là tham, vừa thích tôi dạy mẫu khó này, mẫu phức tạp, vừa thích tôi dạy những cái mẫu đơn giản, dễ làm, đúng không? Làm nhanh, đúng không? Vì vậy là tôi chiều các bạn hết. Cho nên là hôm nay tôi dạy cho các bạn mẫu này rất là dễ nhá. Đấy, thì các bạn có muốn là Vũ Trần Đức Hải là dạy các kiểu như thế không ạ? Nếu mà muốn các anh chị ghi xuống đây, ghi xuống đây để chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào cái mẫu tuyệt vời này. Thực ra cái mẫu này nhìn nó đơn giản và làm khá là nhanh, nhưng mà đây là một mẫu rất là đẹp các bạn ạ, rất là trẻ. Và thực ra thì cũng đúng thôi, bình thường chúng ta làm những cái mẫu phức tạp, nó nhiều, nó đau đầu, nó mất thời gian quá nhiều, thì thỉnh thoảng chúng ta phải làm những cái mẫu đơn giản như thế này nhá. Và cái mẫu này thì đây tôi đã vẽ cấu trúc của nó lên đây. Mẫu này là một cái mẫu mà thứ nhất là cái dáng của nó nhá. Cái dáng của nó là dáng suông nhá, xuông hơi ra một chút xíu. Đấy, thì tôi cũng sẽ dạy cho các bạn cách để biến đổi từ cái form dọc cơ bản ra cái dáng xuông, dáng không có ly, dọc thì nó như thế nào nhá. Tiếp đến là nó cũng có một cái đặc biệt, đó chính là phần cái nơ nhá. Cái nơ này thì nó sẽ ăn liền, các bạn sẽ thấy rằng nó ăn liền từ ở phía trên này, bên phải này, đi xuống dưới nhá, xong là tạo này thành cái điểm thắt với cái nơ này. Đó, thì tôi thấy rằng mẫu này tuy đơn giản nhưng mà cũng khá là hay đấy nhá, khá là thú vị. Vì vậy các anh chị, nếu mà muốn tôi dạy ngay mẫu này thì hãy comment xuống đây: "Thích quá, thích quá, cảm ơn thầy Hải, thích quá." Đấy, hãy ghi đi. Thực ra ghi để cho nó khí thế thôi, chứ còn kiểu gì tôi chả dạy các bạn, đúng không? Hãy ghi xuống đây: "Tuyệt vời quá, cảm ơn thầy Hải." Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm mẫu tuyệt vời này. Rồi, thứ nhất là các bạn chú ý này, mẫu này của chúng ta là mẫu bất đối xứng đằng trước và đối xứng đằng sau. Vì vậy chúng ta sẽ phải phát triển ở đằng trước, nó là bất đối xứng nhá, là phải hai bên. Còn đằng sau thì nó là đối xứng, thì cho nên chúng ta chỉ cần một nửa thôi. Ở đây các bạn bổ sung cho tôi nhá, cái đường cao này từ trên xuống dưới này. Đấy, tôi vẽ thiếu, vẽ thiếu nhá. Ok, nhưng đằng trước là phải có đường can từ trên xuống, thấy chưa? Và tôi sẽ sử dụng bộ dập siêu chuẩn này. Đấy, cái bộ này tôi biết là rất nhiều người đã có rồi. Còn anh em nào chưa có thì nhanh chóng liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại 0792666128, hoặc các bạn để lại số điện thoại đây là ngay lập tức nhân viên tôi sẽ gọi cho các bạn với cái giá vô cùng ưu đãi nhá. Phải có cái này, làm nghề chuyên nghiệp phải có cái này, nó có vài trăm nghìn thôi nhá, giá rất là ưu đãi. Và ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chính từ cái bộ dập cơ bản như thế này chuyển ra thành cái mẫu mà nó là dạng dáng suông. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng thì xin mời. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta phát triển cái từ cái dáng chuẩn dạng ôm như thế này, làm thế nào để chúng ta sẽ ra được cái dáng dạng suông. Và chúng ta làm thân trước nhá. Thì các bạn lấy một cái tờ giấy, các bạn gập đôi cho tôi như này nhá. Gập đôi tôi này, và chúng ta sẽ gập có khoảng cách là khoảng 35cm nhá. Rồi các bạn đặt lên đây, ở đường gập đôi này, các bạn đặt lên đây nhá. Rồi chúng ta sẽ vẽ lại phần trên như thế này. Và tôi muốn làm cái dáng nó A ra nhá.
A ra thì dáng A nó sẽ bắt đầu phát triển từ các bạn nhìn này, để có cái dáng A đẹp ấy là các bạn phải chú ý nhá, chứ không phải cứ thế đánh ra. Đấy các bạn nhìn này, cái này nó A này, nhưng mà chỗ này nó vẫn có hơi tí thắt lại đấy. Thì có nghĩa là gì ạ? Các bạn chú ý nhá, không A từ điểm đấy. Nhiều người không biết là chúng ta đánh A ra như này thì dáng nó vô cùng là xấu, trông nó bị to, bị rộng quá nhá. Đấy thì thực tế là nó sẽ ở đây cái mẫu này chúng ta sẽ đánh A ở phía dưới cái ly này nhá, bắt đầu từ cái ly này chúng ta đánh ra các bạn nhá. Đây, đến ly này đánh ra này. Đấy thì chúng ta đánh hơi A ra một chút thôi thì nó đẹp. Được chưa? Nó tầm như thế này. Đây, nó tầm này. Các bạn từ từ để tôi vẽ xong tôi sẽ đo cho các bạn thông số nhá. Rồi. Đấy, khoảng như thế này nhá. Hơi A ra một chút này. Thì là đẹp. Đấy. Kích thước này nó sẽ khoảng 1 cm. Ngang mông này đánh ra 1 cm nhá. Tức là đánh ra phía này cộng 1 cm. Rồi. Phía dưới này thì các bạn kẻ cho tôi. Đó. Chúng ta vẽ như thế này. Thấy chưa? Và chúng ta nối lên này, vuông góc với cái đường mở ra nha. Là được. Chỗ này vuông góc. Thấy chưa nào? Ok. Thực tế thì cái chiều dài của cái đầm này nó sẽ ngắn hơn các bạn. Đây các bạn nhìn nó khá là ngắn, mặc kiểu mặc trẻ. Tuy nhiên là ở đây tôi cố tình cho nó dài ra để nó phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn. À, tầm khoảng 35 tuổi vẫn mặc được, 40 tuổi vẫn mặc được, bởi vì cái form này là nó che bụng nên là nó rất phù hợp với dấu bụng, phù hợp với những người mà có gia đình rồi nhá. Form này rất là hay. Đấy, cho nên là chúng ta đừng để làm nó ngắn quá thì lại chỉ có trẻ họ mới mặc được thôi nhá. Đấy, còn đương nhiên bạn nào thích cắt cho trẻ trung hơn thì các bạn cứ cắt ngắn đi, không vấn đề gì cả nhá. Rồi, chúng ta sẽ cần phải sao cái này. Sao cái đường đi và sao đây nhé các bạn nhé. À, bằng cách các bạn dùng cái dùi này lấy vào đây cho tôi sử dụng dùi này. Đấy, các bạn cần phải có cái dùi này nhé, cái dùi này rất là tiện để chúng ta sao ra các cái bộ dập nhé, thì nó vừa chính xác mà nó nhanh. Sorry, cái ly dọc này chúng ta sẽ không cần phải sao, bởi vì nó ở đây sẽ không có ly dọc luôn nhé, dáng suôn không có ly dọc, chúng ta chỉ cần sao những cái đường ngang ngực, ngang eo, ngang mông thôi. Và cái bên này thôi, còn cái ly này không cần, no nhá. Đó, thấy chưa nào? Rồi tôi sẽ kẻ này để các bạn nhìn cho rõ này. Rồi, các bạn sẽ cắt cho tôi. Điều này các bạn cứ cắt dưa cho tôi này nhé, để tôi sẽ dạy các bạn cách xử lý cho phần của bên cái này cho nó đẹp nhé. Các bạn có muốn tôi dạy kiểu tinh chỉnh không cho nó đẹp chứ không phải cứ thế này cắt ra đâu nhé. Chứ hết là mình cắt cái chân này. Ok đấy nhá, phần này các bạn chú ý này, chúng ta gập này, chúng ta cầm siết cái giấy này cho nó bằng nhau và chúng ta gập như này. Các bạn gập này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà chúng ta gập như thế này thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà cứ thế mà cắt ấy, nếu mà cứ để ra này mà cắt ấy, thì cái chỗ này vô cùng là gãy đúng không? Bị gãy này. Gãy này thì trông dáng nó xấu. Đấy. Thế thì chúng ta phải gập vào như thế này. Đây là một cái bí mật tiết lộ nhé. Và tôi nghĩ rằng là không nhiều người họ dạy thời trang miễn phí mà họ bật mí đâu. Họ phải là những khóa có tiền họ mới bật mí cho các anh chị. Nhưng mà ở đây thì tôi dạy hết luôn, miễn phí hay là có phí đều dạy hết kiến thức luôn nhá. Các bạn để làm đây này, bây giờ cái này là cái bí mật nhá, các anh chị ghi đây, cảm ơn bí mật của thầy Hải nhá. Đây giờ làm đây, thấy chưa? Đấy. Rồi đương nhiên là tôi tặng cho các bạn thì các bạn cảm ơn tôi một câu để cho tôi vui thôi, thấy chưa? Và bây giờ này chúng ta cắt này, bây giờ mới là cắt này, đây là bí mật nhá, tôi nói rồi đấy, không nhiều, nó đơn giản thôi nhưng mà không nhiều người ta nói cho mình biết đấy. Thì mình không biết thì làm nó không đẹp đúng không? Đấy. Bây giờ nó mới là dáng, nó mới là. Các bạn chú ý nhá, phần dưới này này mình phải để cho thật phẳng vào. Đấy, mình cắt thì nó bằng nhau này. Như tôi cầm lên là nó sẽ bị lệch.
Đây bạn thấy chưa, chính xác này nó phải là như thế này. Đấy, cái đường này chính xác nó phải nhỏ nhọn ra này. Thì khi may vào form chỗ này cực kỳ đẹp luôn. Nha, nó phải có một chút đánh ra này, chứ nó gãy gập như này thì bạn đương nhiên là bạn thấy là nó sẽ không đẹp rồi. Đúng không? Đấy, được chưa? Thôi cái giá này tôi quyết định là cho ngắn đi 5 phân đi. Trông cho nó trẻ, cái dài quá này nó hơi bị nhìn nó cứ đuốt đuốt nha. Đây, các bạn giảm đi 5 phân được không? 5 phân là vừa đấy. Tức là tính từ eo xuống là khoảng 50 nhá. Đây, chúng ta sẽ cắt cái cổ này. Cổ này cổ tròn bình thường này. Các bạn xin cho rộng ra thì các bạn cho rộng. Được chưa? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cắt cái này. Chúng ta sẽ vẽ cái đường này. Đường này tí thì cũng cắt ra thôi. Bởi vì đường can nó có đường can ở giữa. Đây, chúng ta dùng này sang dấu cho chính xác này. Đây, đỉnh ngực nhá. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó có chuẩn chỉ không? Đấy, thầy Hải dạy nó cứ phải chuẩn đấy. Nhìn này, đẹp không đẹp? Riêng cái dáng A này nó đã nhìn nó đã mê rồi, chưa cần thiết kế phần trong nhá. Đấy, hôm nay bí quyết, thêm bí quyết nữa là dạy cho các bạn cách phát triển từ form ôm, thấy chưa nào, và ra form dáng A. Đấy, các bạn sướng chưa, hôm nay được học rồi là cái chỗ này này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm phần thân sau nhé. Phần sau thì nó sẽ nguyên lý gần như vậy, khác một chút thôi. Rồi, bạn đặt từ cái thân sau lên một tờ giấy. Thân sau thì chúng ta chỉ cần làm một nửa đấy bạn nhé, vẽ một nửa thôi. Nó vẽ lại toàn bộ này. Ở đây các bạn cũng sao cho tôi ba đường ngang ngực, ngang eo, ngang mông nha. Và chúng ta không cần sao cái ly dọc này đâu. Rồi chỗ này các bạn cũng đánh ra cho tôi này 1cm này nha, ở phần. Và chỗ ở phía dưới này nó giống như ở phía trước này. Phía dưới này thì các bạn từ phần eo này các bạn lấy cho tôi lên 7cm nha. Và đây là bắt đầu cái đường đánh ra này. Được chưa nào? Đây là đường đánh ra. Đấy. Và chúng ta phải nhớ là chúng ta đánh cái này vào, đúng không? Cái thước cong này vào. Đấy. Thì nó đẹp luôn. Nhìn nó có dáng các bạn. Nhìn nó có dáng. Đấy. Được chưa nào? Đấy. Chúng ta cũng đo bươm từ đây này. Đây này, nó ra luôn chìa dài, đỡ phải lấy thước đo làm cái gì. Đây nhá, đây là ngang eo này. Cách làm của tôi rất là tiện và nhanh, hạn chế cái việc là phải dùng thước. Các con số tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà đây, chúng ta đặt vào đây. Đấy, nó cứ khớp là được nhá, cứ khớp là được. Rồi, đường này đánh vuông góc vào thôi, là ok này. Nhá. Nhanh không ạ các bạn? Nhanh không ạ? Siêu nhanh. Khi mà các bạn học mọi mẫu của thầy Hải nhé, từ mẫu dễ hay mẫu khó thì các bạn đều thấy là nó rất đơn giản nhá. Nó rất đơn giản. Nên là những người nước ngoài đã thích học xem cái video của tôi lắm các bạn. Nước ngoài là đã để được học như thế này phải vào những cái trường xịn ấy, trường mà đắt tiền ấy. Bởi vì thực ra ấy là cái làm cái nghề thời trang này thì nó phải có nhiều cái bí quyết để chúng ta làm thì nói đẹp. Còn nhưng mà đôi lúc thì ở trên những cái bài miễn phí ấy, là người ta dạy, người ta giấu, người ta không cho các anh chị biết đâu. Một là người ta không biết, hai là người ta biết nhưng người ta không dạy hết. Bởi vì người ta sợ dạy hết thì vào cái khóa học mà mất phí ấy, thì làm gì còn cái gì phải để dạy, đúng không? Đấy, cho nên họ không dạy hết, họ kiểu họ mơi mơi đó. Đấy, nhưng mà tôi dạy hết, tôi đã dạy một mẫu nào tôi dạy hết luôn.
tôi mà có thời gian tôi dạy các bạn cách may luôn, nhưng mà vì cái thời lượng của video là tôi làm nó quá là kỹ nên là nó thường là nó đã khá là dài rồi, bây giờ dạy phần may nữa thì có khi phải tiếng rưỡi nhá. Mình may một cái đồ mình may mất cả ngày mà, đúng không? Đấy, thì làm ngắn đi thì cũng phải là tiếng rưỡi đấy, nhưng mà tôi mà dạy được là tôi dạy hết nhá, tôi có thời gian tôi dạy hết cho các bạn. Nên là bạn học mà nếu mà học khóa có phí của tôi thì các bạn sẽ thấy là nó còn kỹ hơn nữa. Ok, cái này các bạn đặt vào đây và chúng ta canh vải này, canh vải thân sau các bạn nhân hai vải chính cho tôi nhá, tra khóa này. Xong rồi sau nhá, bây giờ chúng ta qua thân trước này, thấy chưa? Rồi, thân sau là xong nhá. Bây giờ thân trước này, thân trước các bạn cắt đôi ra cho tôi. Bên này thì chúng ta không cần phải xử lý gì đâu, nó nguyên bản như này rồi. Bên này các bạn cứ ghi vào đây, lấy canh vải theo cái đường chắp chính giữa này. Bởi vì này, chân trước nhân mấy ạ? À, nhân 1 vải chính nhá. Và đây là mặt phải vải, ok nhá. Và bên này là bên trái này. Rồi chúng ta cất hai cái này đi sang một bên. Bây giờ chúng ta làm cái miếng bên này. Miếng này là miếng quan trọng nhất, đúng không? Miếng này thì các bạn sẽ dùng phương pháp gì ạ? Theo các bạn thì chúng ta sẽ dùng phương pháp gì để làm cái miếng này ạ? Ai là người đã học lớp 6D online nào? Ghi vào đây là tôi đã học 6D online. Tôi đang học 6D online nha, ghi vào đây. Bởi vì sau đây cái kiến thức để làm cái này thì chúng ta sẽ sử dụng của 6D online các bạn nhé. Cho nên là đó chính là phương pháp gì ạ? Xoay chuyển ly, đúng không ạ? Phương pháp xoay chuyển ly nha. Thì bây giờ đầu tiên này, các bạn sẽ nhìn cái hình này. Đầu tiên chúng ta phải xác định được cái hình vẽ ở đây đó. Nó sẽ đi từ trên ngược này đi xuống đây. Đấy, tôi phân tích cho các bạn nha, để các bạn hiểu, chứ tôi không kiểu là cứ thế tôi làm đâu. À, đây này, đỉnh ngược này. Bạn vẽ chéo cho tôi. Đấy, y hệt luôn. Được chưa? Đấy. Và cái phần nơ này nó sẽ nằm đây. Các bạn vẽ ở đây cho tôi. Đó, khoảng 45 độ nhỉ? 45 độ, ok. Rồi cái độ rộng của cái nơ này các bạn đặt đây. Các bạn nên nhớ nhá, cái mẫu này tuy nó đơn giản nhưng mà nếu mà chúng ta làm nó không đúng ấy, nó sai tỷ lệ thì nhìn nó lại không đẹp. Được chưa nào? Cho nên làm là phải làm chuẩn. Ở đây thì cái này nó sẽ là độ rộng khoảng 5,5cm nha. 5,5cm này, các bạn để đây 5,5cm nha. Được chưa? Thì nó vừa. Chứ còn nếu các bạn làm nhỏ hơn hoặc to hơn là nó lại thô đấy. Nhá, rồi chúng ta kẻ cái này đi. Kẻ này, đúng gốc cái này luôn. Đây các bạn kẻ này. Lên đúng đây luôn cho tôi nhá. Lên đúng cái chỗ ly luôn nhá, thì nó đúng hơn nhá, đúng cái chỗ ly này cho tôi. Đây nhá, thì nó đúng cái tỷ lệ. Phải làm đúng tỷ lệ. Rồi cái này mình bẻ lái một tí. Bẻ lái một tí cho nó đúng. Ok nha, không phải đường này đâu. Cái này nối đây này, cho nên tôi không nói kích thước nữa. Nối đúng lên cái ly cơ bản này, cái men cơ bản này. Rồi cái này thì mình kẻ ở đây. Kẻ hết ở đây thôi. Rồi, vì chúng ta sẽ dùng xoay chuyển ly mà trong cái kiến thức mà rất là hay của 6D online thì các bạn sẽ nối cái đỉnh ngực này xuống phía dưới cái chân cái ly này cho tôi nhé. Nối này. Nhớ phải đỉnh ngực nhé, thì mới xoay chuyển ly được. Nhưng nếu các bạn không nối lên ấy, là không xoay được đâu. Rồi tôi sẽ cắt luôn này cho các bạn nhìn này. Cắt luôn này. Rồi, cắt luôn này. Nhìn cho nó dễ hiểu. Cắt bỏ cái men đi. Được chưa nào? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cắt ở đây. Cắt đường này các bạn nhé. Được chưa nào? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đóng cái này vào. Đấy, các bạn thấy hay chưa?
Được chưa nào? Rồi đây các bạn cắt vừa rồi. Chúng ta mở cái này ra. Đó. Bây giờ chúng ta lấy một cái tờ giấy nhé. Đặt đây cho tôi. Rất là hay, cái mẫu này rất là hay. Tôi sau khi mà làm xong này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hình dạng dập nó sẽ có một cái hình khác. Đây để chéo này. Nhớ cái đoạn này nhé, đừng để nó rời ở đây ra. Rồi cái độ rộng của cái ly này nhá, thì chúng ta không cần biết nó là bao nhiêu. Khi mà các bạn đóng cái ly pen này vào thì cái này nó mở ra bao nhiêu thì để cho nó phẳng là nó sẽ ra con số đấy. Còn ở đây nó sẽ là 5 cm à nhá, 5 cm từ đây đây, được chưa? Ok, cái này các bạn cứ kẻ thẳng này cho tôi, kẻ thẳng này này. Cắt dư giấy á. Ok, tạm thời đến đây nhá. Ngắm tí. Xem lại tí nhá. Và chúng ta sẽ làm tiếp này. Ở đây các bạn đo ra cho tôi 15 phân. Khoảng 15 phân nhá. Các bạn gấp cho nó song song này thôi. Đấy, sau đó chúng ta theo đường đi. Từ đây các bạn đi vào đây 6 cm rồi thôi. Rồi chúng ta kẻ đây nha, vuông góc này. Thì chúng ta may, các bạn sẽ may này, được chưa? Và vì sao chúng ta bấm này để tí chúng ta sẽ nhét cái nơ vào đây. Đấy. Thế thì từ đây này, sau này cái này nó gập vào như này. Đấy nhá, cái này nó sẽ cách cái đường này này, cái này là cách này khoảng 2 cm nhá. Thì các bạn từ điểm này các bạn cắt ra đây cho tôi 5 cm. Đấy, như vậy là xong cái chỗ này và bây giờ chúng ta sẽ làm cái nơ. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nơ. Các bạn lấy cho tôi một tờ giấy dài và chúng ta gấp vào đôi này cho tôi. Chúng ta sẽ làm một đoạn là 45 phân các bạn nhé. Từ đây này. Và từ đoạn này đến đoạn này chúng ta
lấy thêm 50. Và cái độ rộng các bạn làm cho tôi là 7 cho đến 8 cm. Muốn to thì chúng ta cho 8 cm. Ở đây cái nơ, nơ tôi sẽ làm nó sẽ có một chút khác so với cái nơ mà người ta ảnh mẫu của người ta các bạn nhé. Đây các bạn chú ý đây. Ảnh mẫu người ta này thì thứ nhất là cái nơ nó sẽ là nơ đơn, nó sẽ chỉ là một cái nơ thì nhìn này nó hơi chống chánh đúng không ạ? Đấy, nhìn hơi chống chánh và thứ hai nó ngắn, mà của tôi làm dài hơn đó, và tôi làm là nơ kép nhá. Nơ kép tức là chúng ta sẽ gập đôi cái này vào đúng không, để tạo thành một cái nơ kép như thế này đó. Và sau đấy là ở đây thì các bạn, nếu mà các bạn thích cắt chéo thì các bạn cắt chéo, còn không các bạn để vuông như này của người ta cũng được. Và sau đấy chúng ta sẽ đặt cái nơ này vào đúng không. Đây thì cách đặt nơ này, chúng ta gập này thành gập đôi nha các bạn, gập đôi này. Sau khi chúng ta quay lộn xong thì chúng ta gập đôi, xong rồi chúng ta gập một lần nữa như thế này, ngược lại, được chưa? Đấy, thì nó sẽ thành hình cái nơ như thế này. Đấy, thì cái này là tôi dạy các bạn làm theo cái kiểu của tôi, tức là cái nơ gọi là nơ kép. Thì nhìn nó sẽ trông có khối hơn là cái nơ kia, nhìn nó cứ bẹp bẹp. Đấy, các bạn thấy là thích kiểu nơ của thầy Hải hay là kiểu nơ tốt? Yeah, thì các bạn viết xuống đây cho tôi. Yeah. Sau đó là chúng ta sẽ, sau khi làm xong này, chẳng thí dụ này, các bạn lấy băng keo, các bạn lật vào đây, các bạn khâu nó vào. Yeah. Ở đây tôi lấy cái băng dính này. Đấy, sau đó là khi mà chúng ta cắt cái thân này á thì chúng ta sẽ đặt vào đây, được chưa? Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp đúng không? Đấy, chỗ này chúng ta may khâu nó vào, chỗ này chắc chắn là nên khâu thì nó dễ hơn. Và sau đó cái này chúng ta gập vào trong, chúng ta đây, gập vào trong này, và các bạn di cho tôi một đường, may cho tôi một đường để giữ như này, được chưa nào? Đấy, thì nó sẽ rất là đẹp, nó rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, đây cái này đẹp như này, nha. Các bạn thấy không ạ? Đấy, cho tôi một like đi, để chúng ta sẽ cùng xem em nó trên mannequin như thế nào các bạn nhé. Đấy. Vâng, thưa các bạn, thì đây là cái bộ dập mà tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái mẫu như thế này, nó rất là nhanh đúng không? Nó rất là nhanh và tôi trải bộ dập ra để cho các bạn một lần nữa nhìn nó dễ tưởng tượng. Tức là chúng ta sẽ có phần thân trước. Phần thân trước thì nó sẽ là vẫn có ben bạn nhé, ở bên trái, cái miếng bên trái, còn bên phải là không có ben. Và nó đã được chúng ta thiết kế để mà biến nổi nó thành một cái phần mà nó giữ cái nơ rất là đẹp như thế này. Và đằng sau thì là cái form bình thường, không có ly dọc bạn nhé. Và tôi đã dạy cho các bạn cách để chúng ta làm biến đổi cái form này từ dạng mẫu dập ôm căn bản thông thường và ra cái dạng suông này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm em nó để cùng chào đón xem ở trên mannequin thì nó sẽ như thế nào bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng chào đón em nó trên mannequin các bạn nhé. Xin mời, đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, cái ly rất là đẹp nhá. Tuy rằng là đây là giấy cứng nhưng mà các bạn thấy là cái khối nó chạy rất là mềm mại. Đương nhiên là các bạn, nếu mà các bạn lên vải thì nó sẽ đẹp vô cùng. Đấy, cái phần nơ. Đấy, hay không? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái dáng A này, suông này rất là tây luôn. Rất là tây luôn. Các bạn đảm bảo các bạn cắt cái dáng này nhá, là nó sẽ che được phần bụng này. Những cái người mà có bụng này, những cái người trung tuổi này, mặc là che phủ bụng là người ta rất là thích này. Rồi kể cả các bạn trẻ nữa, mặc cái này vẫn là trẻ nhá. Bạn trẻ các bạn cho ngắn lên chút xíu này, giống như trên mẫu này là ok.
Được chưa? Và đây là một cái mẫu mà các bạn thấy rằng nó khá là đơn giản đúng không? Làm rất là nhanh mà lại cá tính, mà lại có một cái sự đặc biệt. Đó, thì Vũ Trần Đức Hải ngày hôm nay đã dạy cho các bạn cái mẫu này. Thì về phần may thì đằng thân sau thì nó sẽ chìa khóa đằng sau các bạn nhé. Thân sau là tôi không ghim. Đây, thân sau chìa khóa này. Thân trước thì chúng ta may cái ly xếp vào giống như tôi nói. Đó, và các bạn lưu ý là trong cái bài này thì ở ngay phần đầu là tôi đã hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta từ cái mẫu dập chuẩn dạng ôm và chúng ta đã biến đổi nó ra thành cái dạng gọi là dạng suông, dạng A, rất là đơn giản đúng không? Đấy thì nhưng mà các bạn muốn làm mẫu này thì các bạn phải có cái bộ dập này trên tay các bạn nhé, phải có bộ dập này trên tay thì các bạn mới làm được, bởi vì đây là bộ dập siêu chuẩn nhá, có vài trăm nghìn thôi. Rất nhiều người cứ hỏi là làm thế nào mua được, thầy ơi bao nhiêu tiền? Có vài trăm nghìn thôi, giá ưu đãi nào đang còn có 395 nghìn nhá. Để lại số điện thoại đây, không cần phải hỏi nhiều, để lại số điện thoại đây hoặc là gọi đến số 0792666128 nhá. Ok, và chúng tôi hiện nay còn có những cái khóa học chuyên nghiệp, tức là khóa học có phí ấy. Thì những anh chị nào chúng ta tranh thủ cái đợt này đang dịch Covid, chúng ta đang có nhiều thời gian và chúng ta muốn quyết tâm đi với nghề nhanh hơn để khi mà hết dịch cái là chúng ta có thể đầy đủ kiến thức chúng ta làm việc, thì chúng ta có thể là tham khảo các khóa học, thông tin các khóa học của tôi. Hiện nay đang có khóa học thiết kế dập diệu kỳ, thiết kế dập chính xác và thiết kế dập 6D nha. 6D là khóa vô cùng đẳng cấp. Đó. Và các khóa học này thì nó có từ rất là rẻ cho đến tầm trung, cho đến tầm cao cấp. Thì các bạn tùy cái mức của chúng ta kinh phí như nào thì chúng ta đăng ký thôi. Rất là dễ, nên là các bạn đừng lo về vấn đề học phí nha. Sức của chúng ta đến đâu thì chúng ta đăng ký đến đấy. Và để đăng ký thì các bạn để lại số điện thoại của mình hoặc gọi đến số điện thoại 0792666128. Và các bạn thấy rằng là ngày hôm nay tôi đã dạy cho các bạn mẫu rất là dễ, rất là tuyệt vời. Tôi còn dạy các bạn những cái mẫu rất là khó và còn phức tạp hơn rất là nhiều. Thì vì vậy muốn xem nhiều video của tôi hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe để mà chúng ta xem các video tiếp theo. Cũng như hãy tặng cho tôi một like, cho tôi một vài dòng comment động viên tôi nha. Có thể là cảm ơn, có thể là ghi cái cảm xúc của các bạn khi mà bạn xem cái video này có dễ hiểu không nha, thì ghi xuống đây. Vâng, Vũ Trần Đức Hải Master xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tuyệt vời tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn và chúc mừng các bạn đã xem hết video cùng Vũ Trần Đức Hải. Để không bỏ lỡ những video tuyệt vời tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nút subscribe hoặc nhấn vào xem các video tiếp theo nằm bên trái hoặc bên phải của màn hình. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.